Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên 5B. Để hiểu rõ hơn về sứ điệp lời Chúa hôm nay, giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe lại đoạn lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilee. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng: con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ, không dám hỏi lại người. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ tiến đến thành Ca-phác-na-um. Khi về đến nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại và nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải là người rốt hết, làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đứng đã sai thầy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cuộc đời của chúng ta là một chuỗi những mâu thuẫn. Những mâu thuẫn mà có khi chúng ta chẳng thể giải thích được. Những mâu thuẫn mà có khi chúng ta cảm thấy bật cười. Và rồi, trình thuật tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một sự mâu thuẫn rất lớn giữa Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài. Sự mâu thuẫn này nằm ở việc, đang khi Đức Giêsu loan báo về chương trình cứu độ của Ngài, đó là con đường thập giá, con đường hy sinh, con đường phục vụ, thì ngược lại, các môn đệ lại tranh giành và tự hỏi xem ai là người lớn nhất. Sự mâu thuẫn nằm ở việc, đó là Đức Giêsu đang thể hiện sự khiêm nhường phục vụ, thì các môn đệ lại đang đi tìm kiếm hư danh, đi tìm kiếm danh vọng trong cuộc đời theo Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, sự mâu thuẫn này có khi nó lại đang diễn ra trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Sự mâu thuẫn này có khi chúng ta gặp thấy trong những mối tương quan của chúng ta với người khác, và nó chẳng trừ một ai. Sự mâu thuẫn này nó cũng không trừ bất kỳ môi trường nào. Có khi ngay cả trong các nhà tu hay trong một đoàn hội công giáo tiến hành, chúng ta có thể tìm thấy nơi ấy là một hình bóng của một Đức Giêsu đang rất khiêm nhường phục vụ. Nhưng rồi, những người đi theo Chúa lại đang tìm kiếm một điều gì đó khác lời dạy của Đức Giêsu. Và rồi sự mâu thuẫn này chúng ta lại càng thấy rõ trong chính nội tâm sâu xa của chúng ta. Khi chúng ta vẫn ước ao chúng ta trở nên thánh, khi chúng ta vẫn ước ao chúng ta trở nên con người hoàn thiện như Chúa mời gọi. Nhưng rồi, tính xác thịt yếu đuối mỏng dọn của chúng ta lại luôn hướng chiều về sự dữ, luôn hướng chiều về sự xấu. Điều này chính Thánh Phaolô Tông Đồ Ngài đã tự thú khi Ngài nói rằng: thưa anh chị em,
tôi luôn luôn bị giằng co trong chính con người của tôi. Và rồi điều ấy thể hiện nơi những điều tốt tôi hẳn mong muốn, những điều tốt đẹp tôi muốn làm thì tôi lại không làm, còn những điều xấu tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta nghe lời thú tội của Thánh Phaolô, chúng ta có khi chúng ta cảm thấy mãn nguyện là ôi thánh nhân còn yếu đuối như thế thì con người của tôi phàm trần, thì cái mâu thuẫn ấy, cái sự xấu ấy, cái sự dữ ấy trong con người của tôi là bình thường. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta nghĩ như thế là chúng ta đang buông xuôi trước sự tấn công của ma quỷ, trước khuynh hướng sự xấu đang áp đảo hoành hành xã hội loài người chúng ta. Khi chúng ta nghĩ như thế là chúng ta đang làm cho cuộc đời của chúng ta đi theo dấu vết của Satan, và rồi chúng ta không muốn con người của chúng ta trỗi dậy cùng với Đức Kitô. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta tin lời của Chúa là một đàng, nhưng chúng ta thực hành lời của Ngài nói trong đời sống thường ngày lại là một điều khác. Và chính những điều này dẫn chúng ta đến một sự giằng co, đến một sự chiến đấu dai dẳng trong chính con tim, trong chính khối óc và trong chính ý chí của mỗi người chúng ta. Có khi tôi muốn làm một điều rất tốt, nhưng tôi lại cảm thấy rằng có những điều ngoại lệ, có những thế lực đang lôi kéo và đang giằng xé tôi, làm cho tôi không thể bước lên được, làm cho tôi không thể tiến thân trên con đường thánh thiện mà Đức Kitô mời gọi. Những thế lực ấy thật vô hình nhưng cũng thật mạnh mẽ. Và rồi chúng ta lại thấy sứ điệp mà Đức Kitô mời gọi chúng ta ngày hôm nay khó biết bao, khi chúng ta vẫn mong muốn được nghe lời của Chúa, chúng ta vẫn mong muốn thực hiện lời của Ngài trong cuộc đời. Nhưng cái thân xác yếu hèn, nhưng cái khuynh hướng xấu nó vẫn ngự trị trong ngọn người của tôi. Điều này làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, và có khi tôi không thể chiến đấu chống lại những sự dữ trong chính nội tâm của tôi. Xin Chúa gia tăng sức mạnh thiêng liêng cho mỗi người chúng con, để rồi chúng con luôn vững bước trên con đường mà Chúa mời gọi, đó chính là thực thi thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng con. Thánh ý ấy có khi trái với những điều chúng con mong ước, thánh ý ấy có khi trái lại những điều Chúa muốn chúng con. Nhưng chúng con luôn tin rằng có Chúa đồng hành, chúng con sẽ có thể thực hiện được những điều Chúa muốn, và trong chính sâu thẳm tâm khảm chúng con cũng mong muốn thực hiện những điều tốt. Xin Chúa hằng ở với chúng con, hiện diện và đồng hành trong bước đường chúng con đi. Từ đó chúng con có thể thi hành thánh ý của Ngài, và rồi chúng con cũng làm cho cuộc đời của chúng con trở nên những môn đệ trung tín của Ngài trong hành trình đức tin, trong hành trình làm Kitô hữu, và trong hành trình làm người môn đệ loan báo tin mừng của Ngài cho thế giới hôm nay. Amen.
Lòng con ước mong đêm ngày, ước như khi cũ bình an của Chúa, để được đem đến cho muôn người trái tim cha hiền bằng tình con đây, đem yêu thương đến nơi hận thù, rồi gian điều ngoa gieo tình nhân ái, đem an vui đến nơi u sầu, niềm cậy trông vào nơi tối tăm. Giờ con gẫm suy tân tường, ý cha cao vời vợi nào ai thấu, đường trở nên chứng nhân cho Ngài, nếu cha nhận lời thì nay con đây. Xin cho con biết yêu anh em, sợ chia vui buồn không lời ai oán, đem hy sinh đến nơi lao nhọc và bình yên vào nơi khổ đau. Ngày nào nếu trên địa cầu khắp muôn dân cùng một niềm tin kính, Ngài là cha của muôn con người, chiến tranh không còn chỉ còn yêu thương. Xin cho con biết hy sinh nhiều, dẫu bao đắng cay không buồn than trách. Xin cho đi sẽ không đưa gì, vì trọn đời nguyện vâng ý cha. Giờ con gẫm suy tận tường, ý cha cao vời vợi nào ai thấu. Lòng của con ước mong đêm ngày được trở nên khí cụ bình an của Ngài, để được đem đến cho muôn người trái tim cha hiền bằng tình con đây.